Xin chào các bạn, hôm nay mình nói về cách cọc lưới câu để câu cá mồi hay là cá nục gai hay là cá nục bông hay là cá sò đin, tùy theo mình cọc lưới lớn hay lưới nhỏ và miếng mồi lớn hay mồi nhỏ. Theo như cái mồi này thì tôi cột bằng cái dây mua ở trong chợ 99 sen, và cái màu này nó rất là sáng. Màu này thì nó màu trắng mà nó light blue, nó light như cái màu xanh da trời nó ẩn. Thành ra cái màu này cột rất là bé rồi cho cá nục. Cá nục bông gọi là macro. Và cá nục gai, nhưng mà cái con cá nục gai thì nó thích cái màu rinh, màu lá chuối hơn. Nhưng mà hai thứ này nó đều nhạy, thứ nào nó cũng nhạy hết. Khi tôi cắt ra thì so sánh thì nó, các bạn thấy không, nó bằng cây tâm nha, tâm xí răng. Ok, chúng ta lấy cái cắt rồi, chúng ta lấy cái lử móc nó ngay chính giữa cái kẽ của cái này, của cái miếng mờ đó, rồi lông nó, rồi đưa nó lên. Ok, chúng ta nhớ cắt hai cái đầu rồi nắm lại một cái là nó sẽ gọn và nó không có bị nhăn cái mờ, và rất là đẹp, rất là ngay ngắn. Rồi chúng ta lấy sợi cước cắt nó một khúc đi, khoảng 10 inch hoặc là dài hơn chút cũng được, cước cũng không có tốn gì. Chúng ta gấp nó lại làm đôi, nắm nó như vậy, bỏ vô trong cái lưỡi cái chỗ kẽ tay đó, chỗ kẽ tay cọt. Để cái lưỡi, cái lỗ trống là chúng ta phải quấn nó trên cái đầu lưỡi là 5 lần hay là 6 lần, chứ không có được quấn 4 lần. Áp lực 5 hay là 6, rồi chúng ta bỏ trong cái lỗ. Rồi chúng ta kéo sợi dây ở trên, kéo lên, kéo nhẹ từ từ sợi dây trên lên, và tắt lận lận coi sợi dây ở dưới nó có bị gắt với sợi cước không. Rồi, xong. Rồi chúng ta căng hai dây kéo thiệt mạnh, nó riết ngay cái đầu lưỡi lại cho nó chặt cái miếng mờ, nó khỏi bị xúc ra. Rồi chúng ta cắt bớt một cọng đó, rồi còn cái cọng trên giữ lại đó là gọi là làm cái thẻo. Đấy, các bạn thấy không, cái lưỡi rất là ngay ngắn. Rồi cắt gò lại miếng mờ cho nó đẹp một chút, cho nó ngay ngắn đó, gò lại cho nó đẹp, thiệt là đẹp, nó rất là ngay, rất là đẹp, không có cái gì mà nhăn nhó gì hết. Nó còn nhỏ bằng nửa cái tâm sữa răng mà thôi. Ra những mồi nhỏ này thì mình câu được cá nục gai rất là good. Đó, làm một miếng. Chúng ta cắt những mồi cho ngay, nhìn cho nó đẹp đẽ. Đó, nhìn đẹp rồi một cái. Thật sự ra cái này tôi cột rất là dễ. Cho những người mà chưa từng đi câu cá cũng cột được. Là tại tôi có thể là cột một ngày cũng phải là mấy trăm cái lưỡi như vậy. Rồi cái lưỡi thứ hai thì cũng vậy, ta cũng bóp lại, bóp nó kẹp lại gì đó, rồi chúng ta phải vuốt cho nó dẹp xuống, vuốt nó, chúng ta vuốt cho nó xẹp xuống, nó ép lại, vuốt. Nhưng mà nhớ phải vuốt thên cái đầu sợi dây, vuốt chứ đừng có lật qua bên kia, vuốt bên nọ là nó chỉ đi méo nó thên như vậy đó. Rồi xong rồi chúng ta cắt độ khoảng 2 inch hay là 2 inch hơn một chút, xong rồi chúng ta cắt mấy nó nhỏ bằng tâm nhang không, tại chúng ta chưa có gọt nó bớt, thành ra cảm thấy nó giống như cây tâm nhang. Rồi chúng ta gọt ngay cái đầu đó cho méo mà mỏng, xéo xéo mà mỏng, cho nó vừa đầu vô trong cái chỗ cái lưỡi mình cột cái sợi dây ở trên, nếu không là nó sẽ bị nhăn, mà cái miếng mờ nó lại không có được đẹp, mà nó không có được láng nữa. Đó, chúng ta phải nhớ cắt xéo trên mỏng mỏng gì đó. Đó, coi nè, móc lủng lấy cái móc và cái lưỡi móc qua cho nó. Rồi đó, rồi chúng ta bỏ cái đó lên cái cọng lưỡi nè, nó sẽ rất là ngay đó, nó vừa bằng cái cọng lưỡi ở trên, chúng ta nắm cái đó vô là nó vừa bằng đó. Rồi nắm vô lại là ra sợi cước, ta bỏ vô trong cái kẻ tay mình nắm, mình cột là nó không có bị nhăn cái miếng mồi, tại vì mình đã cắt méo cho nhỏ rồi, thì nó cắt lớn quá, cắt lớn bỏ vô là nó sẽ dư ra, nó sẽ bị nhăn cái đó, thành ra cột miếng mồi nó không đẹp, là
nó sẽ bị, khi câu cá nó sẽ bị lộ mờ. Khi mà nó lộ mờ thì con cá nó lại không có ăn, nó ăn rất là chậm. Nó áp lực quấn gì mà 5 hay là 6 lần chứ không được quấn 4 lần đó. Cái này á, thì làm mờ rất là nhỏ chứ không có làm mờ lớn, là tại vì khi nào mình cái này là chỉ mấy bạn làm mờ nhỏ. Còn quý vị mấy bạn ở nhà mà muốn làm mờ lớn á, thì mình cắt miếng mờ như vậy đó, rồi mình không có cắt gọn lại nữa thì để như vậy là được rồi, là coi như câu mấy con cá macaro đó. Nếu mà chúng ta không cắt nữa thì để y vậy đó, để y miếng mờ vậy đó, đó thì câu cá macaro được thì nó lớn. Còn ở đây chúng ta muốn cắt này á, là tôi chỉ với bạn cắt nhỏ hơn bằng khoảng nửa cái tâm siêu răng đó, là cái này mình câu cá nục gai rất là tốt để mà làm mồi câu cá lớn. Tại con cá nục gai là mồi câu cá lớn rất là nhạy, chẳng hạn câu cá giá lụt theo hoặc cá tuna hay là cá albaco hay là đại khái là những con cá lớn câu rất là nhạy, rất là thích cái mồi con cá nục gai đó. Hay là chúng ta câu cá sò đin ta làm mồi luôn, không cần nếu mà có sò đin càng tốt đó, rất là nhỏ. Như vậy thì chúng ta câu được mấy cá nhỏ để làm mồi. Mà cái này thì các bạn câu luôn cá nục bông luôn, không có gì hết, mà điều nó hơi nhỏ, cước nó hơi mảnh thì mình sợ nó câu nhiều con nó đứt đó. Coi như là đại khái cũng như là xong để cho mấy bạn thấy mình cột cái cách cột lưỡi nó dễ như thế nào. Rồi bắt đầu chúng ta mới, đó là những cái lưỡi extra, những cái lưỡi đó tôi cột để sẵn riêng ở ngoài. Rồi lấy 5 cái, bắt đầu chúng ta đo khoảng 3 in. Chúng ta cột cái mát lại, rút cái mát lại, đó, chúng ta rút một cái mát lại. Đó, cầm siết cho thật cứng, thật chắc luôn, nó riết cái mát đó luôn. Đó, nó riết cho chắc cái mát luôn, đó, đó. Rồi xong, chúng ta cắt ngay chỗ cái mát đó đó, cắt phía trên cái mát đó. Đó. Cái này câu cá nục gai các bạn nên nhớ câu cước cái thẻo cước của cái lưỡi này á, khoảng chừng 10 thôi, đừng có lớn quá đó. Cái thẻo gọi là cái thẻo thì khoảng chừng size 10 phao đó, cái cọng cước đó là 10 phao. Còn nếu mà khi nào chúng ta mà câu cá nục bông á, chứ còn có macro nục bông á, thì chúng ta phải cột cái cước 12, cước 12 phao, 12 phao và cái tiên nó phải 14 phao là hai cái dừa. Rồi, nếu mà chúng ta câu trên cầu thì không sao, mà khi mà đi tàu ra tàu thỉnh thoảng gặp một dạng cá lớn, chẳng hạn như cá mú mà cá gọi là sen bát đó, nó cũng ăn, nó ăn mồi này cũng nhảy lắm. Nhưng mà điều cái đa số là tôi bắt rất là nhiều, nhưng mà điều cái là anh được sai không có đủ sai, lâu thì lâu mới có một con đủ sai. Nhưng mà dính nó là nó dễ bị đứt này, cước nó mảnh đó. Thì ra phải, mình phải cột là cái thẻo 12, cái tiên đó, là cái lai chính đó, là 14. Thành ra khi mà nó đứt cái lưỡi này thôi, chứ nó không phải đứt cái lai tiên kia. Nếu nó đứt nguyên cái lai tiên kia, mình sẽ mất cục kỳ và mất luôn cả một cái sâu lưỡi này, thì mất công mới cột cái lưỡi khác. Thành ra lúc nào cũng để cái thẻo 12, còn cái tiên lai á là 14, cái chính đó, cái lai chính là 14. Như vậy là vừa là cho cá nục bông. Còn nếu mà đi chúng ta câu cá nục gai á, thì cái lai của nó thì khoảng chừng cái thẻo này thì 10 thôi đó. Nếu con cá nó ăn được nhiều á, thì mình câu 10, mà nếu mà nó kén ăn á, thì mình câu chừng 8 thôi, cái thẻo này chừng 8 thôi. Rồi cái lai chính là 10 là vừa. Còn cái này á, thì cá đại khái là cá cũng nhiều, nó cũng dễ ăn, thành ra câu cái lai 10 đó, cái thẻo này là 10, còn cái lai chính á, là 12, là cho cá nục gai là vừa. Mà thỉnh thoảng thì cá nục bông nó ăn cũng không có bị đứt đó. Coi như là ta rút mấy cái đầu cột rồi xong, bắt đầu á, là ta lấy cái phen ở trên á, móc cái lưỡi móc vô trong cái chỗ nào đó, hàng rào hay chỗ nào đó, là bắt đầu ta cột coi nè. Đó, chúng ta phải đó lặn làm một cái mắt, cái rút gì đó, đó thấy không, mới rút. Rồi chúng ta lấy cái lưỡi hồi nãy mà cắt cái mắt, rồi bỏ cái mắt nó vô, bỏ mắt vô kéo ra. Rồi ok, chúng ta giật cái hai sợi dây giật nó ra, đó giật ra như cái cọc gì đó, là nó riết cái sợi cước kia vô.
rồi chúng ta bỏ qua cột thêm một cái bận nữa đó, cột thêm một bận gì nữa, một bận một thôi, không cần nhiều, là coi như không bao giờ bị tuột, ngoài trừ gặp cá lớn ăn bị đứt mà thôi, nó không tuột, không có bao giờ chạy xuống hết. Chúng ta làm cái thứ hai cũng vậy, lẫn ngón tay và chúng ta làm một cái mắt, một cái gút khác đó. Nhưng mà nhớ kéo cái gút nó riết cho nó sợ cứng, riết cho chặt vô đó, bắt đầu bỏ cái mắt nó vô, kéo ra cũng xuống, là ta nắm hai đầu cước giật nó ra đó, giật nghe cái cốc gì đó, bắt đầu người ta xong rồi bắt đầu bỏ thêm cuốc thêm một bận nữa rồi đó, rồi vậy là xong cái thứ hai rất là dễ dàng, không có cái gì khó hết. Cái này cho những người, cho những người mới tập câu cột rất là dễ đó. Bắt đầu tới cái mắt thứ ba rồi, mắt thứ ba nhớ riết riết cái mắt nó cho thiệt chặt, giật giật cái mắt nó cho thiệt chặt, rồi cũng bỏ cái rút nó vô, rồi chúng ta kéo nó ra, nắm hai đầu dây giật nó ra, nghe một cái cổng riết cái dây vô đó. Rồi đầu chúng ta phải cột thêm một bận gì nữa thôi, không cần nhiều, chỉ một bận nữa là đủ chắc rồi. Này chỉ có bị đứt cái thẻo đó mà thôi, chứ không bao giờ mà bị tụt hay là tụt lên hay tụt xuống gì hết đó. Cái này á, là nhớ câu cá nục gai là cái line này á, là cái line chính á, là 12, còn cái thẻo của cái cột cái lưỡi là 10 thôi nha mấy bạn. Đó là cho cá nục gai mình câu cho nó nhạy hơn, nếu mà câu lớn cước lớn quá thì nó là không có nhạy, nó ít ăn lắm đó. Đó. Đó cái thứ tư đó, giật ngay cái cốc, bắt đầu ta cột thêm một bận gì nữa, rồi coi như là xong, nó chắc luôn đó. Rồi bắt đầu cái cuối cùng rất là lẹ, cột một bộ lưỡi năm, cột một cái sâu năm lưỡi, như đối với tôi cột khoảng chừng 10 phút là coi như xong một bộ lưỡi. Tại cái này là vừa chỉ các bạn cho rõ nữa, thành ra nó hơi lâu hơn một tí. Rồi cái line thứ năm, cái lưỡi thứ năm mình bỏ vô, mình kéo xuống vậy, rồi chúng ta giật ra đó, nghe được cốc không, rồi xong rồi xếp, xong rồi bỏ thêm một cái nữa đó, đó cột thêm một cái nữa, hay là cái nữa cũng được, mà hai cái cũng được, một cái cũng được, không thành vấn đề, nhưng mà nhất định là phải một hay là hai tùy theo các bạn. Nhưng đối với tôi một là đủ rồi, không cần phải hai đó. Tại cái này thì nó chắc, cái gút đó là nó không có làm trục rồi. Rồi chúng ta phải cột vô trong cái phen đó, phải nhớ coi cột cái phen này là một cái là hai cái đủ rồi, tại cá nhỏ không phải cá lớn, nên ra đi qua hai dòng vậy á. Rồi bỏ cái đầu dây vô cái lỗ, rồi mình kéo nó đó, nắm đầu dây kéo nó ra thì nó sẽ tiết lại, rồi kéo nó xuống. Đó là cái phen bên trên để mà cột vô trong cái cần, cái trong cái sợi cước của cái đầu cần đó. Ok, chúng ta cột vô cái sợi cước của đầu cần. Nếu mà ví dụ anh ta đi câu cá mà ra bữa nào mà trời mà không có gió, mà láng trong sông, gió rồi ngoài biển mà nắng trong sông đó, mà có cá nục gai nó câu không ăn đó, thì các bạn nhớ câu trước mảnh một chút. Nếu mà các bạn câu trước mảnh chừng nào thì nó dễ ăn mà nó nhạy hơn chừng ấy. Nếu mà chúng ta bé đờ là câu cước 8 thôi, 8 ao mà thôi, không cần phải tới 10, không cần cái thẻo 10 mà cái tiên 12, chúng ta câu cái thẻo cái lưỡi câu chừng 8 phao, còn cái lai á, nguyên cái lai á chính á, là 10 phao, là con cá nục gai đang rất là nhạy. Rồi coi như là xong một cái lai để mà cột lên cái cần, để mà xác định cái cần trước khi chúng ta đi câu. Rồi à, coi như hoàn tất xong một cái đó. Đó, rồi coi như xong một cái bộ lưỡi.